Coi thử coi như chút gì đi bán hay là gì giao cho cầm hối vậy. Mấy một xe rất là nhiều luôn, cao một xíu xíu rồi. Chị đi bán hả? Bán ở đâu hả? Bán Châu Đốc. Dạ, bánh mì xíu. Bánh mì ngọt. À, nhiêu ồ vậy chị? À, bọc người à, rồi bán em 2 bọc đi. Trời ơi, thấy chị chạy ngoài đường á, mà tưởng chị tới nơi lại chị mới bán. Ôi, chứ nguyên một chồng cao luôn vậy nè. Đó. Bán đắt lắm. À, bán đắt, bữa chờ bán à chị? Đi vòng vòng nè. Dạ. Là hàng ngày là chị chạy lên Châu Đốc bán. Chị ăn đêm. Mì này nhà mình làm luôn hả chị? Không. Chị đang đếm. Đúng rồi, đang đếm. Đừng có hỏi xong rồi tao quên hết trơn á. Quên trơn. 18 ổ là 10. Dạ. 10.000 hả chị? Trời, em thấy chị chạy đâu từ tuốt dưới kia lên luôn đúng không? Long Xuyên á, đâu có đây đâu. Ghê vậy? Chạy Long Xuyên lên Châu Đốc bán. Bạn trước với Long Xuyên luôn hả chị? Ừ, để đếm tiếp cái đã. Thơm quá trời vậy. Ồ thơm ha. Thơm. Đó, xe bánh mì của chị bán ở Châu Đốc á cả nhà. Mọi người có dịp thì ghé tìm mua ăn thử nha. À, hôm nay Thảo đi ngang thấy chị bán cho nên là quay lại một đoạn clip nhỏ để cho mọi người biết đến cái món bánh mì này. Bánh mì ở Long Xuyên. Ồ, bánh mì một chút xíu thôi chị, mà cái xe này chắc cả 1000 ổ á chị ha? Đâu có, 4000. 4000 hả? Khiếp. Nó từ với Long Xuyên chạy lên đây bán ít không có lại. Dạ. Trời, đúng rồi, tiền xăng, tiền đồ, tiền cồ quá trời. Một ngày chị bán 4000 ổ bánh mì. Bán 4000 nghe hết hồn không? 4000 là xa đó, chứ gặp vòng vòng ở dưới là phải 2 bao gì. 2 bao là 8000 á hả? Ừ. Kiếp vậy. Sao không ở dưới bán rồi chạy lên. Không, cứ lâu lâu đổi hướng là đây vậy đó. Lâu lâu là chị. Thì tối nè về dưới cái bán chợ đêm ở dưới Long Xuyên á. À vậy á, xe bánh mì là bán chủ yếu bán Long Xuyên rồi lâu lâu lên Châu Đốc. Ừ. Dạ. Dạ bánh mì ngọt. À qua bán cho bà. À, cho em hỏi thăm chị hay bán ở đâu để cho khách biết mua ủng hộ á chị? Trời ơi, chạy dạo luôn á. Bán dạo thôi hả? Lâu tới vô vụ học sinh là chạy theo trường không kịp luôn á. Dạ, à, nghĩa là bán trong trường đồ vậy đó cả nhà. Cái đâu có ở ổn định. Dạ, không có cố định, cao lắm á, Thảo phải dõi lên mới quay được phía bên trên này. Mà bán dưới Long Xuyên là chị bán 8000 ổ đó em. Bánh mì thơm. Mọi người mua là mua một lần là 10.000 vậy đó. Là chị... 10.000 là lấy rồi. Dạ. Đó 1.000, 10.000 là một bịch trên này. Là mình ăn. Chị bán cái này chắc lâu rồi chị ha? Lâu rồi. Dạ. Đã quen người ta biết. Dạ người ta biết. Cho em hỏi thăm tên chị cái được không? Cười. Cô bán bánh mì được rồi. À cô bán bánh mì này, nói vậy thôi. Muốn bán cái gì vậy? À. Rất là thơm. À để chút hả chị đi vô cái chợ nhỏ, Thảo quay cái chợ nhỏ để cho mọi người biết để em để mà tìm mua. Chị nói chị hay bán trong cái chợ nhỏ đó mà không biết chợ nhỏ là chợ nào. Thường chị cũng bán chợ Long Xuyên luôn hả chị? Chợ Long Xuyên chợ nào cũng đi chứ. Dạ. Chị có bán chợ Châu Đốc không? Có. Bán quá trời chợ luôn. Cho nên chị mới nói là đi tùm lum cho nên không có. Cũng khó kiếm. Như một xe vậy nè. Đây chiếc xe máy của chị. À đây cả nhà chị vô bán trong cái chợ Cái này là giống như một cái chợ đầu mối vậy đó. À, 10.000 một bịch thôi mọi người, rất là rẻ luôn. Bánh mì ngọt. Nguyên một xe bánh mì rất là cao luôn, chắc rất là cao luôn. À, cả An Giang chỉ có một mình kỳ này bán cái loại bánh mì nhỏ nhỏ này thôi. Trời, chị treo từng chùm vậy này. Bánh mì này rất là thơm luôn cả nhà. Bánh mì ngọt, bánh mì sữa. Một ổ như vậy là 10.000 nha cả nhà. Nếu mà mình đi lên Châu Đốc mà có gặp cái xe bánh mì tí hon này của chị á, thì có thể mua một túi như thế này để mình ăn. Bây giờ đi trở ra đi ăn. Thơm mơ với lại sữa nha. Nè cả nhà, giờ lấy ra một ổ ăn thử. Wow, một túi gì 10.000. Trong đây có 18 ổ. À, cái bánh mì này thì nó không có giòn nha cả nhà, tại vì khi làm ra thì đã có lớp bơ sữa bên trong á, xong rồi chị bỏ lên cái bột ngũ để chở đi bán thì nó mềm như thế này thôi. Ăn thử. Nó là ngọt. Bánh mì thơm, nó dai dai. Ăn giống như một món bánh vậy đó nha. Cái này là giống như là mình ăn chơi á, mình đi đường mình mua một bịch theo mình ăn, mình uống nước cũng được. Nghĩa là món bánh mì bơ sữa. Ồ chút xíu à, ồ to hơn, to bằng ngón chân cái à. Nói chung một bịch 10.000 gì là rẻ thôi. Đúng rồi, bằng 2 hoặc 3 ổ bánh mì bình thường chứ. Rất rẻ luôn cả nhà, mà tới 18 cái lận trong đây á. Mình có thể mua đem theo mình ăn dọc đường, uống nước. Chị nói ngày chị bán tới 4.000 ổ luôn á. Nghe số lượng thì hết hồn, bán tới 4.000 nhưng mà thực tế một ổ vậy có nhiều đâu, chút xíu à. Bánh mì mini á cả nhà, nhỏ như thế này thôi. Nhưng mà cái bơ sữa cũng thơm, nói chung là rất là dễ ăn. Bánh mì cũng giòn. Nếu mọi người có dịp mà đi về Châu Đốc hay là thành phố Long Xuyên thì tìm mua ăn cái món này, ăn vui chơi. Chị vô trong chợ chị bán được lắm, tại bán cho mấy anh chị cô chú người ta đi thồ hàng đồ rau củ quả trong chợ đầu mối á. Chợ đầu mối ở thành phố Châu Đốc á cả nhà.